Bây giờ thì như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị về vấn đề mà bản tin số 4 của chúng tôi ngày hôm nay là trong các nước Tây phương trừng phạt nước Nga bằng nhiều cách khác nhau. Mạnh mẽ nhất là Hoa Kỳ, bây giờ đến bên Á Châu một nước duy nhất là nước Nhật Bản. Hôm 23 tháng 2, Thủ tướng Kishida cho biết là Nhật Bản đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga về hành động của họ Ukraine, đồng thời cho rằng các hành động của Moscow là vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Ukraine và luật pháp quốc tế. Các quốc gia phương Tây ngày 22 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các ngân hàng như cô Mỹ Linh đã trình bày, và giới tinh hoa của nước Nga sau khi mà Tư Khoa điều quân vào các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt này của Nhật Bản bao gồm việc cấm phát hành trái phiếu của nước Nga tại nước Nhật và đóng băng tài sản của một số cá nhân Nga, cũng như hạn chế nhập cảnh Nhật Bản. Thưa quý vị, đây là cái lệnh trừng phạt mà nặng hơn ông Biden nữa. Tôi nhận xét cái chuyện này. Cái thứ nhất là vị thế của nước Nhật không bằng vị thế của nước Mỹ, và cái mối liên hệ giữa Nhật với lại nước Nga nó có trong thời chiến tranh ngày xưa, là hai nước cũng đã xảy ra chiến tranh và hai nước cũng đã từng đánh nhau tơi bời hoa lá, mà nước Nhật rất là ghét nước Nga, cho nên là cái quyết định này họ, cái chuyện đóng băng là cái chuyện mà nước Mỹ không có làm, nước Mỹ không có làm đóng băng hay là cấm du hành của những người mà viên chức của nước Nga. Mà ở đây là không có quy định là người nào thuộc của ông Putin hay là chính phủ Putin, mà có thể tất cả công nhân Nga không được tới nước Nhật. Đây là một cái quyết định mà rất là can đảm của một nước Á Châu như nước Nhật.